Thưa anh Bảo Anh, là khi mà các bạn du học sinh đến học tập tại bất kỳ một quốc gia nào thì bên cạnh việc học tập, vấn đề mà các bạn quan tâm đó là cái vấn đề mà các bạn có được đi làm thêm ở quốc gia đó hay không, cũng như là cơ hội việc làm mà sau khi các bạn tốt nghiệp như thế nào và vấn đề định cư ra sao. Thì không biết là khi mà các bạn đến Canada học tập thì những vấn đề này như thế nào ạ? Thì hiện tại thì chính phủ Canada đã và đang tạo rất là nhiều cơ hội việc làm cũng như định cư cho các bạn sinh viên quốc tế khi học tại đất nước Canada. Về phần cơ hội việc làm thì chính phủ Canada có chương trình làm thêm cho các du học sinh quốc tế. Để được tham gia chương trình này thì các bạn du học sinh cần phải đăng ký giấy phép làm thêm tại Canada. Giấy phép làm thêm này cho phép các bạn đi làm 20 giờ một tuần, nhưng những cái ngày nghỉ lễ như là nghỉ hè, nghỉ đông, nghỉ xuân hoặc các cái ngày lễ nghỉ lễ khác thì các bạn có thể làm việc full time. Các bạn lưu ý một điều là chính phủ Canada cũng rất là siết chặt trong cái vấn đề đi làm của các bạn. Nếu các bạn làm quá thời gian hoặc cái việc làm của các bạn có ảnh hưởng đến việc học sa sút của các bạn về sau thì chính phủ Canada sẽ rút cái giấy phép làm việc của các bạn. Sau khi các bạn tốt nghiệp chương trình đại học thì chính phủ Canada cũng mở rộng chương trình cho các bạn đi làm từ 1 đến 3 năm tại Canada. Đó là một cái thời gian các bạn đi thực tập hoặc đi làm để lấy thêm kinh nghiệm tại Canada. Về cơ hội định cư thì ngày 31 tháng 4 năm 2008 thì chính phủ Canada cho phép các bạn sinh viên tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học cơ hội ở lại Canada làm việc trong thời gian cỡ khoảng 3 năm. Đặc biệt tại tỉnh Manitoba, Canada còn có chính sách cho các bạn định cư và hoàn trả lại 60% chi phí học phí trong 2 năm học cho các bạn sinh viên quốc tế. Đó là một trong những chính sách rất là ưu đãi cho sinh viên quốc tế khi muốn định cư tại Canada. Trúc Giang xin cảm ơn anh Bảo Anh vì thông tin anh chia sẻ vừa rồi.